Chào mừng các bạn đã đến với khóa học 20 điều cần làm trước khi rời ghế nhà trường của tôi. Tôi là Trịnh Văn Sơn, là chuyên gia trong lĩnh vực huấn luyện phát triển cá nhân và doanh nghiệp. Ngày hôm nay ở đây chia sẻ với các bạn khóa học này với nội dung chi tiết là 20 điều cần làm để các bạn có được một cái hành trang tốt nhất, tự tin nhất để bước ra khỏi giảng đường đại học và tự tin bước vào cuộc đời của mình. Một trong những cái điều tôi muốn gửi gắm trong khóa học này cho các bạn đó là sự tự tin, niềm kiêu hãnh, niềm tin vào bản thân, vào ngành nghề, vào niềm đam mê của các anh chị, của các bạn. Và làm thế nào đó để các anh chị vươn tới những đỉnh cao hơn, các bạn vươn tới những cái điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống của mình mà không có một cái trở ngại nào khác ở đây cả. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.